Một số từ viết tắt dưới dạng romaji trong tiếng Nhật bạn nên biết. Một số chữ viết tắt romaji là chữ viết tắt từ những từ tiếng Anh được Nhật Bản hóa hay còn gọi là waseigo. Vì vậy có những lúc ngay cả những người bản xứ nói tiếng Anh cũng sẽ không biết chính xác ý nghĩa nếu họ hiểu nhầm chúng là chữ viết tắt tiếng Anh. Vì vậy, trong bài viết này, mình xin giới thiệu với các bạn một vài từ viết tắt dưới dạng romaji được sử dụng phổ biến tại Nhật Bản hiện nay. 1. OL. OL là từ viết tắt của Office Lady, dùng để chỉ những người phụ nữ làm công việc văn phòng. Thoạt nhìn mọi người có thể nghĩ đây là một từ viết tắt tiếng Anh, tuy nhiên OL là một từ tiếng Anh đã được Nhật Bản hóa waseigo. 2. OB hoặc OG. OB là từ viết tắt của O-boy, dùng để chỉ những cựu sinh viên đã tốt nghiệp là nam giới. OG là từ viết tắt của O-girl, dùng để chỉ những cựu sinh viên đã tốt nghiệp là nữ giới. Đây cũng là một waseigo. 3. TPO. Từ này được tạo thành bằng cách lấy các chữ cái đầu trong các từ tham thời gian, place địa điểm, occasion trường hợp hoặc opportunity dịp. Dùng với ý nghĩa là sử dụng cách làm, thái độ, trang phục phù hợp với hoàn cảnh, thời gian, địa điểm, dịp. Người ta nói rằng từ này được tạo ra vào năm 1963, một năm trước khi diễn ra Thế vận hội Olympic Tokyo, dùng để nhắc nhở nhau chuẩn bị phong thái, trang phục để tránh những tình huống xấu hổ trước mặt những du khách quốc tế. 4. NG. NG là từ viết tắt của No Good, được dùng với ý nghĩa là không ổn, điều cấm kỵ, điều không nên làm. Đây cũng là một waseigo. 5. SNS. SNS là từ viết tắt của Social Networking Service, dùng để chỉ dịch vụ tạo ra sự kết nối xã hội thông qua mạng Internet, mạng xã hội nói chung. 6. CM. Được tạo thành bằng cách lấy các chữ cái đầu trong các từ commercial và message, có nghĩa là thông điệp thương mại, thường là để chỉ quảng cáo. Những từ viết tắt này thường được sử dụng trong môi trường kinh doanh, học thuật và cả trong cuộc sống hàng ngày, vì vậy sẽ rất hữu ích khi ghi nhớ chúng. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng các chữ viết tắt romaji này không chỉ có một ý nghĩa duy nhất như nội dung định nghĩa ở trên, mà đôi khi nó sẽ được dùng với tư cách là từ viết tắt của những cụm từ khác và mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Hơn nữa, ngôn ngữ là thứ được liên tục đổi mới, mỗi ngày đều có những từ vựng mà chúng ta chưa từng thấy được tạo ra. Vì vậy, hãy liên tục cập nhật thông tin thông qua báo chí, truyền hình, mạng xã hội để tự nâng cao vốn từ vựng của mình và để có thể giao tiếp với người bản xứ một cách tự tin và trôi chảy nhé.